ở trận đấu đầu tiên. Và trái nhà sẽ Quảng Đông nha. Và chúng ta sẽ đến với trận đấu đầu tiên trong vòng bán kết của giải đấu AFF Hà Nội Open lần thứ 11. Trong nội dung 4v4 random thì mặc dù chúng ta thua ở trong trận đấu ra quân nhưng sau đó thì thắng tất cả các vòng đấu còn lại. À nhầm, xin lỗi. Vâng, thua Thái Bình. Nhưng mà dù gì thì chúng ta vẫn đứng đầu bảng và chúng ta sẽ đến với trận đấu đầu tiên. Đây là mặt máy của game thủ Chim Sẻ Nắng với màu 2 của mình. Một thế bài ở gần khu góc 6 giờ này đất bán sa mạc. Seang Egypt đối đầu với Japan thì quân này chúng ta vẫn được đánh giá là nhỉnh hơn đối phương. Seang nó vẫn là cái gì đó hết sức lợi hại trong map la và Chim Sẻ Nắng là người được cầm Seang ở trận đấu đầu tiên. Anh em đang có một là bung hai nhà chính các kiểu đa điều nhưng mình nghĩ là sẽ khó để bung hai nhà chính trong kèo 22 random này, và đặc biệt là ở trong khuôn khổ một giải đấu mà đây đã là vòng đấu bán kết rồi. Một vòng đấu cũng rất là quan trọng dành cho các game thủ nên mình nghĩ nên chắt chiu cơ hội. Hơn nữa đây lại là trận đấu đầu tiên nên để bung hai nhà chính thì mình nghĩ chúng ta sẽ tạm gác câu chuyện đó lại ở những kèo giao hữu thôi. Như vậy là con vòi đầu tiên đã được game thủ Chim Sẻ Nắng đưa về nhà chính như mình. Đang đi dò để tìm rừng, có thêm mỏ hiêu, có thêm mỏ quả nữa. Gỗ đầu cũng không phải là quá xa trong trận thiếu này dành cho game thủ Chim Sẻ. Chúng ta có mặt máy của game thủ Truy Mệnh với bài đấu được cầm Egypt, mỏ quả đầu 6 cây, ken vào mỏ vàng. Và gỗ đầu thì là rất xa để game thủ Truy Mệnh rồi. À đây, có một vài cây gỗ gần và có mỏ hiêu nhưng mà nó lại đúng đường đưa hiêu về, cay thật đấy. Thêm những cây gỗ 75 ở mặt dưới này rồi, cũng ổn đấy cho game thủ Truy Mệnh. Có điều là mỏ quả hơi xấu thôi. Tôi sẽ quay trở lại với mặt máy game thủ Chim Sẻ với chiếc bed đầu tiên tại cánh rừng thông. Thêm mỏ hiêu đầu và đang có những lý do để tìm đồ ăn dành cho game thủ Chim Sẻ Nắng. Vâng, và đến với trận đấu đầu tiên ở trong buổi trưa ngày hôm nay thì tôi xin dành cho anh em một chút quảng cáo đầu trận đấu. Đam mê AOE nhưng không nhiều thời gian ngồi máy tính để chơi thì Đế Quốc Khởi Quật là sự lựa chọn hàng đầu cho anh em. Là game mobile và Đế Quốc Quật Khởi là sự lựa chọn hàng đầu cho anh em. Là game mobile chiến lược mong đợi nhất 2023, tái hiện 100% đế chế với trải nghiệm chân thực nhất, bắt đầu với ba nông dân xây dựng đế quốc thật sự. Ra mắt vào ngày 12 tháng 1 năm 2023, Chim Sẻ đã ở đế quốc chờ bạn khiêu chiến. Đế Quốc Quật Khởi, đế chế phiên bản mobile, chơi mọi lúc mọi nơi. Đế quốc hiện đã mở hẹn trước, anh em có thể hẹn trước ngay. Đế quốc do bạn lãnh đạo. Mọi thông tin chi tiết về tựa game Đế Quốc Quật Khởi thì anh em có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi vào phần comment. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và cùng quay trở lại với mặt máy của game thủ Chim Sẻ Nắng. Và đây là mặt máy của game thủ Chim Sẻ với con vòi thứ ba được đưa về. Bài đấu đang có 4 vòi dành cho game thủ Chim Sẻ. Bài cũng khá là ok ở trong trận đấu này để có một bài đấu đánh chém. Chắc chắn là trong map này thì Sẻ sẽ đánh chém rồi. Còn game thủ Truy Mệnh thì có những cái lựa chọn riêng của mình. Nếu như bài ổn thì cũng có thể là đánh chém luôn. Còn nếu mà bài đấu bình thường thì có thể là bài đấu đánh cung dành cho game thủ Truy Mệnh. Đọc comment đi, xem Yugi đâu thế. Comment gì, xem lại quân kìa. Quân gì? Vâng, Yugi cầm Pan và khóc cầm IA, đúng rồi anh. Vâng, anh em lại thắc mắc về quay quân à? Vâng, bảng quân số 7 đấy. Đúng rồi mà, đội bạn chọn đúng mà, đúng quân rồi anh em ơi. Đây là mỏ hiêu dành cho game thủ Chim Sẻ đã đưa về. Một mỏ hiêu có 2, 4, 6, 6 con hiêu dành cho game thủ Chim Sẻ Nắng, 4 voi về. Và anh em cùng xem Sẻ chém ở trong trận đấu đầu tiên này anh em nhá. Rất mong anh em trong tôi xin một like, nút chia sẻ video livestream. Và xin thông báo với anh em là nếu như giành chức vô địch của giải đấu AFF Hà Nội Open lần thứ 11, ngoài phần thưởng tới từ ban tổ chức ra thì game thủ Chim Sẻ Nắng và Truy Mệnh có cơ hội nhận được thêm 10 triệu Việt Nam đồng nếu như vô địch giải đấu này tới từ anh Khánh Chí Trung. Và tất nhiên ở trong nội dung 4v4 random, anh Khánh Chí Trung cũng sẽ treo thưởng thêm 10 triệu Việt Nam đồng nữa dành cho đội vô địch của nội dung 4v4 random. Tổng giá trị là 20 triệu dành cho hai chức vô địch ở nội dung 22 và 44 trong khuôn khổ giải đấu AFF Hà Nội Open lần thứ 11 này. 23 dân đó là lựa chọn của game thủ Chim Sẻ. Họ cầm hai AI sao đấy, khổ quá, Sẻ nháy quân anh cái. Vâng, đây rõ ràng là pan của game thủ Yugi màu 4 này anh em ạ, cứ hai AI ảo thật đấy. Vâng, góp dân để chuẩn bị đóng nhà điều kiện. Đây sẽ chiếc nhà BB. Đâu đây mới đóng BB thôi. Và kỷ lục ép đời thì vẫn đang thuộc về đó chính là nghệ sĩ nhân dân Văn Vơ với bài Persian Kick 8 phút 21. Hãy cùng xem là anh em có một bài đấu nào giành giải ép đời hay không. Các bạn thấy là anh Vơ thì rất là ảo. Vâng, đánh đúng một vòng thôi nhưng mà ôm ngay giải ép đời. Vâng, ôm giải ép đời 8-21, cứ thế thôi. Bây giờ thì vẫn chưa ai vượt qua được giải ép đời của anh Vơ cả. 23, đó là số lượng dân của game thủ Chim Sẻ. Đây là máy của game thủ Truy Mệnh với mỏ quả. Mệnh đang gần nhà cầm mẫu 4, đó chính là Pyran trong tay game thủ Yugi. Và nhìn qua thì Mệnh cũng có một cái hốc của mình. Đây, một cái hốc khá đẹp với mỏ quả bên trong, nhưng Yugi cũng đã phát hiện ra cái khu vực này. Và đang đưa nốt con vòi về tới từ game thủ Truy Mệnh. Trong này thì còn cả mỏ hiêu và đội bạn đang chốt BB vào khu vực, đó chính là mỏ gỗ của Mệnh. Anh em lại nhìn ra hai con IA thì chắc là nó bị lag khi nhảy một chút thôi, chứ ban tổ chức đang theo dõi trận đấu này thì không có chuyện là chọn hai IA đâu anh em nhá. Đội bạn sẽ là một IA một pan. Đây, nhưng mà
Nhà Pan thì ở cánh của huyền thủ chữ mệnh đây rồi, chúng ta xem máy xẻ đi. Đến đời 23 dân cộng 1 và đã bắt đầu chảy giò. Rồi sẽ chọc cánh của game thủ chim chắn đằng trước. Đó chính là game thủ không được khóc. Bài đấu mà khóc là người được cầm Yamato. Còn game thủ Yugi thì một lát nữa chúng ta sẽ có tình huống kết hợp sau vào đây rồi. Đây là móng nhảy của game thủ không được khóc. Xiên luôn. Vâng, giò công giáp chắc chắn rồi. Xiên nè. Một bé. Ây à. Vậy sát thế nhờ. Không được khóc thì cũng đừng là đồng đội trong team với game thủ chim chắn đằng trong màu áo của team AOE Game TV. Bây giờ thì anh em đã không còn đồng hành với nhau trong khoảng thời gian khá dài rồi, mấy năm trời rồi, nhưng mà không cũng đã có những tiến bộ nhất định khi thi đấu trong màu áo của team AOE Quảng Ninh, rồi bây giờ sang thi đấu cho team AOE Nghệ An. Vâng, đang đấu giò với game thủ không được khóc và sẽ có khả năng mất giò. Đúng là như vậy, mất giò tới game thủ chim sẻ, 1L bánh xe, đó là lựa chọn của em, và sẽ thủ 1P với cái bài đấu này nhưng chưa đủ gỗ. Bài này thì phải thủ P rồi, bởi vì bên kia là một IA một ban, sẽ là hai chém. Vâng, cái gì, ban ran đánh cung à. Vâng, 1P dành cho game thủ chim sẻ ở trong trận thiếu này. Và con giò của anh thủ không khắp lao vào, nhưng con giò này chỉ có một máu thôi, chúng ta không quá đáng ngại với con giò của đối phương. Vấn đề là cần phải có P và cần phải có bánh xe để kẹp thêm những đơn vị hỗn mã tới từ anh thủ chim sẻ. 24/32, bệnh thông tin báo về sẽ ăn được bài pan của game thủ Yugi ở trong trận đấu này với con T của mình. Timeline là 27/44 và các bạn mình nhìn thấy là game thủ Yugi cầm Panran và tự tin đánh thẳng cung. Pan đánh cung với Egypt đánh cung. Timeline là 27/44, tôi sẽ quay trở lại mặt máy game thủ chim sẻ với bài 1L1A1P đang đối đầu với Yamato trong tay của game thủ không được khóc. Các bạn mới thấy khi vào đến vòng đấu bán kết này thì các game thủ đang vô cùng tự tin, mặc dù được cầm Panran nhưng game thủ Yugi đã lựa chọn đánh thẳng cung khi đối đầu với Xem và Egypt. Còn game thủ không được khóc thì vẫn là một bài đánh chém đơn thuần của Yamato thôi. Sẻ tham lai là 26/32, vừa bị sư tử cắn chết một dân vỏ gỗ, và đây là những cơ sở làm ăn tới từ người cầm màu vàng game thủ không được khóc. Nhìn qua thì tôi chưa nhìn thấy cái nhà BP của game thủ không được khóc ở đâu. Vâng, bài IA này đánh 2L. Vâng, có thêm một quả để có thể ăn hoang để game thủ chim sẻ, và đã có bánh xe tới từ Yamato trong tay game thủ không được khóc, cực kỳ lợi hại. Vâng, chém được nhựa đỏ bên phía đối phương vâng bị disconnect. Sao đấy? Vâng, thông tin báo về là hôm qua cũng bị disconnect, hình như là có một tên cài sai map tới từ ban tổ chức rồi. Là như nào? Vâng, như vậy là dường như có một tên vào nhầm bản đế chế. Không. Và hãy cùng chờ đợi quyết định tới từ ban tổ chức ở trong trận đấu này. Anh em vào lòng chờ giây lát. Trận đấu đầu tiên thì chúng ta đang bị disconnect. Và chúng ta sẽ chờ đợi. Tất cả cùng dis. Tất cả đều bị disconnect. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi quyết định tới từ ban tổ chức anh em nhé. Này là khác bản đế chế rồi. Đề nghị anh em thống nhất vào cùng một bản thôi. Thấy bảo hôm qua cũng bị tình trạng như thế này. Anh em cho xin like, nút chia sẻ cho livestream anh em nhé. Hello mọi người, hello anh em. Vâng, và trước khi đến với trận đấu tiếp theo, tôi xin giới thiệu bạn đam mê AOE nhưng không có nhiều thời gian ngồi máy tính để chơi thì Đế quốc cuột khởi là sự lựa chọn hàng đầu cho anh em, là game mobile chiến lược được mong đợi nhất 2023, tái hiện 100% đế chế với trải nghiệm chân thực nhất, bắt đầu với ba nông dân xây dựng đế quốc thật sự. Ra mắt vào ngày 12/1/2023, chim sẻ đã ở đế quốc chờ bạn khiêu chiến. Đế quốc cuột khởi, đế chế phiên bản mobile chơi mọi lúc mọi nơi. Đế quốc hiện đã mở hẹn trước ngay, đế quốc do bạn lãnh đạo. Mọi thông tin chi tiết về tựa game Đế quốc quật khởi thì anh em có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần comment. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và như vậy là có một chút sai lầm tới từ anh em khi mà vào khác bản đế chế. Nên là chúng ta bị disconnect, nên chúng ta sẽ chờ đợi đến với trận đánh lại. Tải game theo đường link mình đã ghi phần comment anh em nhá. Dạ không được đến xem trực tiếp anh Lợi ơi. Hiện tại chúng ta đang thi đấu tại văn phòng của Vec. Sân khách, nhưng mà chúng tôi hôm qua anh Dan đã setup máy móc mang về hết sang đây rồi. Hốc đẹp mà, mệnh ngờ bên trong hốc còn có cả quả cả ấy. Cả quả cả hiệu đang ăn trong hốc mà. Chào anh Phạm Tuấn Đạt, chào anh em. Anh em cho xin like, nút chia sẻ và livestream anh em nhá. Hello mọi người, hello anh em. Ở đáng tiếc khi mà trận trước chúng ta bị disconnect, chúng ta cùng chờ đợi đến với trận đánh lại ngay sau đây thôi.
Tránh Châu Tuấn gốc gạo nhá. Hello anh, lâu lắm mới thấy anh Giai comment. Không biết là Tết nhất dạo này anh Giai sao rồi, ổn không anh? Bahia trận trước cũng khỏe, nói chung là thế trận vẫn cân thôi, chưa có những cái gì nó quá đột biến ở trong trận đấu đầu tiên cả. Chúng ta cứ chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo. Và trong khoảng thời gian chờ đợi thì vẫn rất mong anh em có thể inbox vào fanpage của anh thủ Chim Sẻ Nắng hoặc fanpage Chim Sẻ Food để có thể đặt hàng thịt trâu các bếp với giá 600k trên 1 kg, free ship tân cốt cho anh em nha. Anh em nào mà chưa đặt hàng được thịt trâu các bếp thì có thể truy cập hoặc là inbox ngay vào fanpage của anh thủ Chim Sẻ Nắng, hoặc các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại hotline là 0363888689 để có thể đặt hàng ạ. Kém lắm em ơi, ở Tết năm nay ai cũng thấy kêu kém này, năm nào cũng kém, năm nào cũng nháp. Rồi, chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận đấu đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay ngay sau đây thôi. Chào bạn Xuân Trường nhá, hello anh em. Rồi, game thủ không khóc đã có mặt trong phòng thi đấu rồi. Quay lại quần nhá. Sai bản chế tất cả cùng đít. Thì xem là sẽ quay lại quân hay là chọn lại quân. Chào anh Sandy Trinh nhá. Hiện tại thì anh em nào ở Hà Nội mà chưa đặt hàng được thịt trâu cá bếp thì nhanh tay inbox đặt hàng anh em nhá. Rồi, như vậy là chúng ta sẽ đến với trận đấu đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay thôi. Game thủ sẽ chọn lại quân ở trong trận đấu đầu tiên này. Ở trận trước thì cả 4 game thủ đều bị disconnect. Đó là chúng ta sẽ đánh lại quân. Giờ thì anh em thống nhất vào bản chế nó chuẩn chỉ thì nó sẽ không bị disconnect nữa. Vâng, bây giờ dường như game thủ Yugi đang vào lại, anh em đợi chút. Không tiếng game nó đơn giản bởi vì chưa vào game nên chưa có tiếng game anh ơi. Bây giờ sẽ gõ 1, 2 cái kiểu là có tiếng game ngay mà. Rồi, như vậy là game thủ Yugi đã có mặt trong phòng thi đấu rồi. Và chúng ta sẽ đến với trận đấu đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay. Trận đấu trong khuôn khổ vòng bán kết của giải đấu AME Hà Nội Open lần thứ 11, nội dung 2v2 random. Chim Sẻ Nắng và Truy Mệnh sẽ đối đầu với bộ đôi Yugi và game thủ Không Khóc. Ok, như vậy là trận đấu đầu tiên diễn ra và đây là màu 2 vẫn là Seng cho game thủ Chim Sẻ. Chúng ta vẫn sẽ là Egypt Seng. Đối đầu với đó chính là một IA và một Panbran bên phía đối bạn. Và màn máy các bạn đang xem đó chính là game thủ Chim Sẻ Nắng với bài đấu được cầm Seng của mình đang có một mỏ hiêu gần với cánh rừng và hoàn toàn có thể lựa chọn đánh theo kiểu ăn thịt vào hiêu trước. Tới từ game thủ Chim Sẻ ở trước nhà bếp nhân đôi của mình. Đây là mỏ hiêu đầu. Tạm thời đang nhìn thấy 4 con thôi, dường như là hiêu 4. Đúng là như vậy, hiêu 4 thôi. Ok, là sẽ có 4 con hiêu để khai thác tại chiếc bét đầu tiên dành cho game thủ Chim Sẻ và đánh theo kiểu thịt vào hiêu trước, rất tuyệt vời luôn. Tránh hữu bằng nhá. Và đây là máy của game thủ Truy Bệnh. Trời ơi, nhiều quả lắm anh em ạ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 cây quả. Và đầu 6 quả phụ 5 dành cho game thủ Truy Bệnh. Hơi yếu nhỉ. À đúng rồi thôi. Và 13 cây luôn cho nó mát. Rất nhiều cây quả dành cho game thủ Truy Bệnh và vừa mọc thêm 2 cây nữa ở sát mép bản đồ. Có khi nào mổ quả 3 không ta? Chắc là khó. Rất nhiều cây quả thì game thủ Truy Bệnh. 7 này, bên kia 5 cây rồi đúng không? 12 cây quả thôi, 12 cây quả, 13 cây, ok ok. Nhưng mà đi dò đầu tiên mỏ hiêu cạnh với mỏ quả này nên là hơi khó để người ta có thể đưa về. Chúng ta sẽ cố gắng tìm xem có con voi nào đưa về thì là đẹp dành cho game thủ Truy Mệnh, thì đây là một mỏ quả đôi, có thêm mỏ hiêu nữa đủ đồ luôn, hai hiêu hai quả để có thể ép đời đến từ đây zip này. Và đây là một máy game thủ Chim Sẻ với một mỏ quả đầu hơi dốc một chút, nhưng chúng ta đánh theo kiểu ăn thịt vào hiêu trước nên mỏ hiêu đầu 4 con được khai thác tại S đầu, thêm một cái rừng thông nữa, cố đầu cũng không phải quá xa và chị đóng luôn trước nhà BG ở đây rồi. Ngay từ trận đấu trước thì mình cũng đã nói qua anh em với tính chất quan trọng ở trong vòng bán kết này cũng như là trận đấu đầu tiên khi đối đầu với bộ đôi Yugi và thủ Không Khóc trong một kiểu đấu chạm năm. Và ở nội dung 2 random thì rất khó để chúng ta có thể có một bài đấu tự tin bung hai nhà chính dành cho game thủ Chim Sẻ Nắng được. Ăn đến Tết mới hết quả. Ok anh Tuyến ơi. Đây là mỏ hiêu đầu, à, xin lỗi, mỏ hiêu phụ dành cho game thủ Chim Sẻ. Hai hiêu đã xuất hiện nhưng vẫn chưa có con voi nào. Và vẫn rất mong em trong tôi xin một like, nút chia sẻ video livestream để có thể cổ vũ game thủ Chim Sẻ Nắng và game thủ Truy Mệnh trong buổi chiều ngày hôm nay. Khi đối đầu bộ đôi Yugi cũng như là game thủ Không Khóc. Như vậy là thấy ít nhất đó chính là hai con voi dành cho game thủ Chim Sẻ. Một tên solo sư tử nhưng may mắn là không chết dần, né được hai sư tử trong tình huống vừa rồi, rất là tuyệt vời. Và con voi đầu tiên sẽ đưa về trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đánh với thể thức đó chính là 22 random chạm 5 nha các bạn. Rồi, con voi đầu tiên thành công tại nhà chính. Và vừa đến với trận đấu đầu tiên này, chúng tôi xin giới thiệu anh em về tựa game mobile Đế Quốc Quật Khởi.
đam mê AOE nhưng không có nhiều thời gian ngồi máy tính để chơi thì Đế quốc Quật khởi là sự lựa chọn hàng đầu cho anh em. Là game mobile chiến lược mong đợi nhất 2023, tái hiện 100% đế chế với trải nghiệm chân thực nhất. Bắt đầu với ba nông dân xây dựng đế quốc thực sự, ra mắt vào ngày 12 tháng 1 năm 2023. Chim sẻ đợi đế quốc chờ bạn khiêu chiến. Đế quốc Quật khởi, đế chế phiên bản mobile, chơi mọi lúc mọi nơi. Đế quốc hiện đã mở hẹn trước ngay. Đế quốc do bạn lãnh đạo. Mọi thông tin chi tiết về Đế quốc Quật khởi thì anh em có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi vào phần comment. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và cùng quay trở lại với trận thiếu này thì đây là một chiếc nhà bếp nhân đôi để chim sẻ đang có thể khai thác cả hươu và cả gỗ của mình và đang đưa con voi thứ 20 nhà chính. Bài đấu sẽ ép đời với hai hươu, hai voi tới từ con sen này. Và đây sẽ là con voi tiếp theo được đưa về. Tiếng hải ơi không bật tiếng à? Anh em có nghe rõ mình nói gì không nhở? Có mấy anh em dường như là vừa thoát ra vào lại nên là chưa có thấy tiếng vào mùa 4 pan ở cánh này game thủ Yugi. Yugi là người được cầm pan và sẽ kinh đời ở 7 phút 04 với 24 dân. Đây sẽ là bài đánh 24 dân cộng 1 dành cho game thủ chim sẻ đối đầu với Pan Brand trong game thủ Yugi. Rồi giải quyết mấy điều này thôi. Hào Huy thì bị loại từ vòng bảng anh em nhá, nên sẽ không có cuộc đối đầu với Hào Huy nào ở đây hết cả. Chứ anh em bảo đối đầu với Hào Huy ảo thế. Vâng, đây sẽ là chiếc nhà BB dành cho game thủ chim sẻ. Cái này gần pan, bên kia là 20-19%. Bài IA đánh 24 dân, bài pan đánh 19 dân tới từ game thủ Yugi. Pan ở cánh này và mệnh sẽ gần IA. Âm thanh ánh sáng ok hết nha. Ok các bạn ơi. Quá hét hơi to nên là hôm nay giọng hơi yếu anh em ạ. Bài đội bạn hai nhà cũng bình thường thôi. Và mình nghĩ là với chất quân như thế này thì cũng sẽ không gặp nhiều bất lợi dành cho bộ đôi chim sẻ nắng cũng như là game thủ truy bệnh. Cái này thì sẽ đối đầu với Pan. Bài 25 dân, à 24 dân cộng 1 sẽ kích đời trong 9. Tầm 9-3-7-3-8 gì đó dành cho game thủ chim sẻ. Còn dân đóng nhận điều kiện thôi. Bạn này sẽ là nhà BL. Và đây sẽ là BM ở mặt BB. 93X. Anh em cho xin một like, nút chia sẻ và live stream anh em nhé. Hello mọi người. Rồi. Như vậy là kích đời 9 phút 31 tới game thủ chim sẻ với 24 dân không cộng. Trận này không cộng dân. Và đây là mỏ vàng. Với 6 nông dân khai thác vàng thì chúng ta có thể sóc lạc đà và chơi cả P khung nha. Để cho bài xe này trong tay game thủ chim sẻ nắng rồi. Giờ đã có và đẩy đi luôn. Công giáp. Tránh ân Chelsea nhá. Ôi, bây giờ cứ nhắc đến Chelsea là tôi sẽ cảm thấy ngao ngán. Và đây là bài pan của game thủ Yugi. Cũng đã lên đời và đang và quýt luôn tới game thủ Yugi, dường như đang gõ nhà điều kiện. Và tỷ số được mở dành cho bộ đôi chim sẻ nắng và game thủ truy mệnh ở trong buổi chiều ngày hôm nay. 1-0 dành cho hai game thủ chúng ta ở trong vòng bán kết này. Rồi ok. Greg AC rồi Greg Atha này. Rồi ok, như vậy là các game thủ đã chọn đúng quân rồi. 2 Min Wan đối đầu Greg AC. Màn máy các bạn đang xem đó chính là game thủ chim sẻ nắng với màu 4 ở gần khu góc 2 giờ và đang có một quả đầu cũng phải nó 1 xe giò để tìm đồ ăn. Một quả đầu 6 cây dành cho game thủ chim sẻ ở trong trận thiếu này. 7 à? À vâng, như vậy là quả đầu 7 cây, một cây sau móng gỗ mình không nhìn thấy. Sorry anh em, quả đầu 7 dành cho game thủ chim sẻ. Ai số 4 mà, ở đâu để em kiểm tra lại. Đây, bảng quân số 3, hai số 4 là Min Wan đây còn gì nữa. Bảng số 3 đây anh em, hit ở đâu ra mà hit. Anh em cứ hit thôi. Và đây là máy của game thủ truy mệnh. Mệnh nó có, ôi dồi ôi. Một quả đầu thế này thì căng quá. Tiếng game hơi nhỏ à, ok anh em sẽ to tiếng game này một chút. Và bạn nhìn mỏ quả này của truy mệnh có chết tôi không chứ nè. Yêu đầu này làm sao đánh nhau đây. Rồi đây là máy của anh thủ chim sẻ. Bài mệnh quả đầu như này khoái thế, sẽ có quả phụ luôn rồi. Đối đầu với Greg AC thì cũng rất là căng dành cho bộ đôi chúng ta. Bây giờ cùng xem là hai anh thủ sẽ lựa chọn chiến thuật như thế nào để đối đầu với một Greg và một AC. Gặp sư tử nhưng không chết dần, nhưng đang tìm đồ lùa về dành cho anh thủ chim sẻ. Mệnh chắc chắn là chậm dần rồi. Chậm tầm 2 đến 3 dần tới anh thủ chim mệnh là ít. Sẻ thì vẫn đang đi dò, có quả phụ và thiếu đồ, chưa thấy hiệu đâu. Rừng quanh nhà để là có hai cánh rừng thông đây rồi. Anh em cho xin like, nút chia sẻ và live stream anh em nhá. Chưa đánh anh em đã hô quýt rồi. Biết đâu bài đội bạn cũng xấu thì sao. Tí nữa đội bạn cũng chết dần thì sao. Em phải để cho anh em game thủ cố gắng. Anh trái thế nữa anh em động viên thì toàn thế bảo quýt đi anh em. Đánh làm gì nữa. Cay thật đấy. Rồi lại gặp sư tử, bài đang đẹp này. Hiệu đầu đôi voi quả phụ bài bốc binh đấy chia sẻ rồi. Kiểu gì chả xích được một bé với đội bạn đúng không? Cho tóm được con AC, mệnh cố gắng lên đời chơi phù với Greg thôi. Win chặt không cửa thao. Hai dân lùi yêu hiệu đầu 7 đưa về. Quả đầu 7, quả phụ có rồi, hai voi nữa. Ai khỏe như này anh em hô quýt.
Vâng, và đến với trận thi đấu thứ hai trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng tôi xin giới thiệu anh em về tựa game Đế Quốc Quật Khởi. Đam mê AoE nhưng không có nhiều thời gian ngồi máy tính để chơi thì Đế Quốc Quật Khởi là sự lựa chọn hàng đầu cho anh em. Là tựa game mobile chiến lược được mong đợi nhất 2023, tái hiện 100% đế chế với trải nghiệm chân thực nhất. Bắt đầu với ba nông dân xây dựng đế quốc thật sự, ra mắt vào ngày 12 tháng 1 năm 2023. Chim sẻ ở đế quốc chờ bạn khiêu chiến. Đế Quốc Quật Khởi, đế chế phiên bản mobile, chơi mọi lúc mọi nơi. Đế Quốc hiện đã mở hẹn trước ngay. Đế Quốc do bạn lãnh đạo. Mọi thông tin chi tiết về Đế Quốc Quật Khởi thì anh em có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần comment. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và con hiệu cuối cùng đã được cái thủ chỉ trẻ đang đưa về, bài mệnh cũng báo về là cũng khung rồi. Đây là một quả 5 cây dành cho những thủ chiến trẻ và sau đó chúng ta sẽ có những tình huống câu voi trong trận thiếu này. Anh em cho xin like nút chia sẻ với livestream anh em nhé. Hello mọi người. 23/24 đang đóng thêm me. Bạn này chắc tầm 26 dân. Và gần nhà người cầm máu 2 đó là anh phụ không được khóc. Đó chính là AC trên đối phương. Đúng những gì mình dự đoán ấy, sẽ chơi AC bệnh chơi Greg. Xong luôn. Và kèo không cửa thao. Chém chết AC nào. Và như vậy là con voi tiếp theo đang được thủ chỉ trẻ đang đưa về nhà chính như mình. Đây là con voi thứ hai trong trận đấu này rồi. Tối nay sẽ kèo không phải, tối nay như là không anh ạ. Rồi thì có con voi này thôi. Yêu đầu 2 voi, quả phụ 3 voi, ngon luôn, có thể là 4. Cơ, 4 con này. Khỏe nhá. Bài này có thể bạn ăn chanh này. Rồi, bài này thì ông màu 2 này sống cũng thành tật được chưa. Khỏe như này rồi, ông kia bài có vẻ lủng củng sang ăn chanh với chim trẻ nắng cả quả đầu cả quả phụ này. BL, đây là BM. Bài đấu sẽ kích đời ở cuối 9 với 24 dân dành cho anh thủ chim sẻ. Rồi đóng nốt cái nhà BM cái đã. Làm sao. Rồi các dân đi khai thác vàng và kích đời. Như vậy là 10 tròn với 24 dân dành cho anh thủ chim sẻ. Đã cố gắng dò xem còn đồ ăn hoang sau khi lên đời hay không. Mình là một con xác, một con xác vài voi ở nhà, cộng với đó là một con voi chưa đưa về nữa. Công giáp cho ngựa dò thôi. Nhiệm vụ rất đơn giản dành cho anh phụ chim sẻ đó là chơi chết được người cầm máu 2. Còn được còn quả phụ sau khi lên đời thì chim sẻ nữa. Được sẽ là rất khỏe và mình nghĩ rằng khả năng Greg của đội bạn sẽ chọc chéo sang cái này. Ừ, con AC này thì khó sống với cái phụ chim sẻ nặng lắm. Và bắt đầu xách dân lên nhà đối phương và đưa con voi thứ tư về nhà chính cho mình dành cho anh thủ chim sẻ. Tôi vẫn đang theo dõi máy của sẻ và chưa chuyển sang bàn máy của anh thủ chim bảy. Em sẻ đối đầu với người cầm AC phía đối bạn. Cái mỏ vàng này là vẫn hở này. Rồi bắt đầu xong dân đối phương với con giò công giáp. Làm tạm một dân nhưng mất giò đấy anh thủ chim sẻ. Hơi lãng xẻn. Rồi may quá, vẫn giữ được. Tí chết. Một A luôn. Đó lựa chọn của anh thủ chim sẻ nhàng. Chưa thấy có dấu hiệu tạt chéo tới từ người cầm Greg. Đội bạn cũng đã phát hiện ra cái nhà BA này của thủ chim sẻ nắng rồi. Có dân lẻ và tôi sẽ giải quyết con dân này luôn. Đi đâu? Làm tạm 2-3 dân, 3 dân đội bạn rồi. Và không thấy Greg chọc chim bậy 1L tới từ thủ chim sẻ nắng. Đội bạn chưa lên đời. Ta được quyền chốt E, được quyền đập. Đây là E của thủ chim sẻ. Vậy E thành công thì đội bạn hoàn toàn có thể vậy E bên ngoài. Có tơn chéo đây rồi. Một chéo sang bên này rồi nhá. Rồi, và 7 E tới từ thủ chim sẻ vẫn là thành công. Rất hay. Có cung T. Tham lai số là 21. Đây là E của đối phương anh em ạ. Và bài AC đấy cùng sẽ đang có vẻ hơi vất vả với con giò của người 11. Đang cố gắng bo nhỏ cơ sở đoàn mình và có cung đề để chơi đội bạn. Bây giờ thì lạc đà cũng đã đến rồi nhưng sẽ mất giò trong tình huống vừa rồi. Bài AC này vừa mới lên đời. Tham lai chim sẻ là 19/44. Đang có tình huống bắn vào được những con nông dân của người cầm màu 2. Tham lai còn 20 thôi. Và cả dân, cả lạc đà, cả cung đề đang áp lực vào đây trước khi mà đội bạn của mình xe vẫn có một tên đen e dành cho người cầm máu 2. Và bây giờ đi xẻ đang đập dân đội bạn. 2T đang bắn, có con T nữa của đội bạn đang bắn T ở mình kìa. Tham lai của chim sẻ là 19. Bắt đầu kéo dân ra để có thể khai thác đầu quả. Và bây giờ thì máu 2 mất vỏ gỗ này rồi. Ăn được con T bên phía đội bạn. Máu 2 này yếu đấy, khóc yếu đấy. Có nhiều vàng bơm cho bệnh trăm vàng kìa.
cho 100 vàng luôn, 200 luôn, có phù nhưng còn 1-1 và sẽ mất con lạc đà cây thật đây. Crack chơi phù với Minoan của chúng ta. Tham lai đang ở số là 17. Đánh cho bài đấu này. Và đây là khoanh ruộng tới người cầm bầu 2. Sẻ và đang có tình huống áp lực tốt vào nhà của Assyrian bên phía đối bạn để cho mệnh có thể đỡ tham nhưng lại bị đi con đấy. Đít thôi, sẻ đít mà. Mình đang quay máy sẻ, lấy sẻ đi con deck anh em ạ. Nhưng bên này thì hiện sẻ resize. Ờ. Vâng, sẻ đi con deck anh em ơi. Vâng, em vui lòng chờ em giây lát để mình có thể báo lại mặt máy của anh thủ chim sẻ. Vâng, như vậy là biết như thế nào anh em ạ. Zokanta. Holmes, Rogan, Zokanta, 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 Yuri, Rogan, Zokanta, 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 Zokanta. Thế sao xem kiểm tra có 5 cây dương có bản AOE và máy Yugi chưa? Vâng, em vui lòng chờ trong đây lát các bạn hết sức bình tĩnh trước khi chờ đợi quyết định tới từ ban tổ chức anh em nhá. Đánh lại thôi, gì đâu. Vâng, và trước khi đến với trận đánh lại, tôi vẫn xin giới thiệu anh em về tựa game Đế Quốc Quật Khởi. Đam mê AOE nhưng không nhiều thời gian của máy tính để chơi thì Đế Quốc Quật Khởi là sự lựa chọn hàng đầu cho anh em. Là game mobile chiến lược được mong đợi nhất 2023, tái hiện 100% đế chế với trải nghiệm chân thực nhất. Bắt đầu với ba nông dân, xây dựng đế quốc thực sự, ra mắt vào ngày 12 tháng 1 năm 2023. Chim sẻ là đế quốc chờ bạn khiêu chiến. Đế Quốc Quật Khởi, đế chế phiên bản mobile, chơi mọi lúc mọi nơi. Đế quốc hiện đã mở hẹn trước ngay. Đế quốc do bạn lãnh đạo. Và mọi thứ chi tiết thì anh em có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần comment. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đó, chúng ta sẽ lại quân thôi. Hôm nay thì đi connect thì chúng ta cũng lại quân và trận này cũng vậy. Phải nhận thua ạ. Cái này thì ban tổ chức không cho nhận thua thì làm nào anh? Get out. Đó, bên kia lập mạng. Trận trước bên mình thắng mà. Đó, chúng ta cũng chờ đợi đến với trận đánh lại ngay sau đây anh em nhá. Bệnh vào trước. Rồi, hai Minoan sẽ đối đầu với một Greg và một AC bên phía đối phương. Đã sẽ đến với trận đánh lại ở trong trận thiếu thứ hai của vòng bán kết buổi chiều ngày hôm nay. Chịu hay anh em. Từ hôm qua rồi. Tránh thức quý tộc nha Lưu Anh. Ok, và chúng ta sẽ đến với trận đánh lại trong buổi chiều ngày hôm nay, trận tiếp thứ hai. Và đây là Minoan trong tay của anh thủ chim sẻ. Thế bài vẫn ở góc đó và đang có những lý do đầu tiên. Hy vọng là bài vở chúng ta sẽ từ trận trước cũng quan trọng là mệnh không có một mỏ quả của ôi ôi nữa. Đây mỏ quả lần này đẹp rồi. Và hôm nay xin lỗi, đây là mỏ quả đầu 6 cây dành cho anh thủ chim mệnh ở trong trận thiếu này. Ta có mặt máy chim sẻ với mỏ quả đầu dường như 6 cây và một mỏ hiêu. Vậy là hai bài có vẻ đã ổn ở thềm đầu với mỏ quả đầu như thế này.
Xem bài vở các bạn như thế nào rồi. Vâng, đang bình luận anh bảo qua Thái Thịnh nhậu thế này nữa. Vâng, giờ làm việc anh ơi. Nhậu đi để chiều tối thế. Một món quà và một bò hươu dành cho những chim trẻ và rừng là rừng thông. Trong trận thiếu này ở trước cửa nhà đây. Chắc chắn đây một cái rừng thông rồi. Không anh ơi, hôm nay đánh hết bán kết rồi ạ. Hôm nay không đánh chung kết đâu anh em. Có những lý do đầu tiên dành cho những chim trẻ với cái bài minh hoan này của mình. Ta có mặt máy của viên thủ như vậy. Vậy đang có những lý do đầu tiên. Với vài đấu được cầm minh hoan lần này thì vậy không có gặp phải một quả nó xấu giống như trận đấu trước nữa. Quả lần này nó ok la hơn. Đó là lý do tìm đồ ăn tới từ viên thủ như vậy với mọi yêu đầu ở đây. Hơi xa. Muốn tìm con voi đưa về thì là đẹp. Ta có mặt máy của viên thủ chim trẻ với những lý do của mình. Bài minh hoan. Đó, những lý do dành cho bài đấu này. Anh em trong stream live cũng chia sẻ với livestream anh em nhá, hello mọi người. Đây một mỏ hiêu và vẫn đang chưa có đủ đồ về dành cho thủ chim xe. Thêm một con xe giò nữa dành cho game thủ chim xe đang có quả phụ đây rồi. Cái bên kia mệnh gần máu 2 à? Và như vậy máu 2 đối với thủ là cái gì đấy? Đây đến đuổi về không? Không đi thay, không đi thay, không đi thay. À, con sóng rồi con voi à? Nào thế? Sao câu được hai con voi về ta? Thôi, cái mỏ yêu này thôi. À, các bạn đi xuống câu voi của chủ trình bày. Như vậy, nhanh tay câu hai con voi này. Cẩn thận bị vẩy e nhá. Ủa, anh em với con. 17/20, các bạn xuống tận 6 giờ để câu voi vậy. Ở giờ này còn hai con nữa cơ. Rồi, giải quyết con voi này rồi, đây con voi đầu tiên. Rồi, chuẩn bị vẩy e chặn được câu voi đối phương. 1 e 2 cái 7 phát nữa trên. Rồi, quay đầu rồi, ok. Sao, thêm một chiếc nhà bè nữa, tới từ chuẩn bị. Và nhanh chóng đóng hết đầu đi thôi. Anh em cho stream live cũng chia sẻ với livestream anh em nhá, hello mọi người. Và vào đây với trận đấu này em tôi xin giới thiệu anh em về tựa game Đế Quốc Quật Khởi. Đam mê AoE nhưng không có nhiều thời gian ngồi máy tính để chơi thì Đế Quốc Quật Khởi là sự lựa chọn hàng đầu cho anh em. Là tựa game mobile chiến lược được mong đợi nhất 2023 tái hiện 100% đế chế với trải nghiệm chân thực nhất. Bắt đầu với ba nông dân xây dựng đế quốc thực sự. Ra mắt vào ngày 12/1/2023, chim sẻ đã ở đế quốc chờ bạn khiêu chiến. Đế Quốc Quật Khởi, đế chế phiên bản mobile chơi mọi lúc mọi nơi. Đế Quốc hiện đã mở hẹn trước ngay. Đế Quốc do bạn lãnh đạo. Và mọi thông tin chi tiết về tựa game Đế Quốc Quật Khởi thì anh em thêm truy cập theo đường link ở phần game phương comment. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và đây là tên câu voi dành cho anh thủ như vậy khi gần nhà màu 2 của Vũ Thóc ở voi vẫn quay đầu. Khá là vất vả với những con voi này. Rất là mất tay. Có một quả phụ gấp 6 giờ nữa. Đối đầu với Vũ Thóc người cầm AC và sẽ gần Greg của anh thủ Yugi ở cái bên kia. Phá có 2 voi dành cho anh thủ như vậy. Vâng, trận này thì mình nghĩ là mình có thể chơi thoải mái với người cầm màu 2 game thủ Khóc. Kích đời 755 với 24 dân đánh thủ như vậy. Điều đầu 3 voi và quả phụ. Đối đầu với AC bên phía đối phương. Không. Đây là máy của game thủ chim sẻ. Rồi dưới bản đồ có một quả sẻ cho người khai thác. Bài sẻ rất là rộng nhưng không có một bài đánh cung ma. Nhưng sẻ kích đời cũng quận ăn tranh với người cầm màu 1 game thủ ghi. Ở bao nhiêu đây? Lên chậm thế, 8-3. Khá muộn để nhiều anh thủ chim sẻ. Rồi, chúng ta sẽ theo dõi mặt máy anh thủ chim bậy ở trong trận thiếu này. Ây à, bài khóc đẹp đấy. Glory, Yuri, Malamas. Vâng, đã muốn đóng trên nhà BB để thủ chim bậy. Zoconta, Zoconta, Omis. Zoconta, 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 Glory, Malamas, Ibert, Malamas, Malamas. Rồi, BB đã đóng xong rồi. Ô bom bài AC lên luôn. Đây sẽ B A. Đây là BB. Ở đâu sẽ kích đời trong đầu người với 24 dân ở BB bên phía đối bạn. Rồi đi ăn vàng. Kích đời. Rồi như vậy là 10 phút 24. Với 24 dân. Và đây sẽ bên ăn vàng để cho anh thủ chuẩn bị và có tên để bắn vào nhà đối phương đây rồi. Và bây giờ thì bạn đang trong nhà điều kiện thôi. Bắn đi thôi. Rồi đang bắn vào dân đối phương tới nơi anh thủ chuẩn bị. Và bây giờ thì bạn không đen được cái BA và bắt buộc phải đen BG.
Nếu đập cung tê của chú 7 trong tình huống này. Vừa mới kích đời các bạn loại kích 11 thôi. Đây là BL, đây là kích thủ chú 7. Khi đang rắn thì con đông dân của đối phương. Ăn được 1 dân. Đây là BL. 1L, 1A, Ubo, Bacy. Nó từ kích thủ chú 7 vào đây, con đông dân về phía các bạn. Có cung tê tới từ người cầm bóng 2 rồi. Tham lai của bệnh là 25/32. Các bạn gió lỗi voi này. À, có đập con tê đối phương tới từ cái thủ chú bậy trong cái hướng này. 3-7E. Đập con tê của bậy khả năng cao sẽ cân. Ở đứng góc này. Đứng bé vào 1. Rồi mất con dân. Lên đời con dân xin 2T. Một ngựa trẻ em. Đứng bánh xe. Xe cái bên kia thì vẫn đang đối đầu với người cầm Greg thôi. Bài mùa 2 này yếu lắm, chẳng có gì luôn này. Rồi trẻ bắt đầu có rồi, thả vào những cái sản phẩm đội bạn thôi. Đây là mỏ gỗ, đang bò nhỏ. Có một tờ dân giữa bản đồ nữa, có tê công lên nhà, tập chiến luôn. Rồi vào mỏ gỗ luôn. Mỏ 2 yếu luôn này. Tham lai là 25/32, tới vụ chú bệnh đang ủng bò 10 cộng 2 của thiên phương. Tờ dân giữa bản đồ mà chưa tìm thấy nhá. Tìm tờ dân giữa map đây. Bài mỏ 2 này yếu nhất, chả có gì cả. Đây là máy của thủ chim sẻ. Sẻ tham lai là 20/30. Đang chốt BL của cái thủ Yugi. Và có phù ở trong trận thiếu này. Bài sẻ cũng yếu lên đời không sớm nên là sẽ chủ động đánh phù trước. Sau đó khi cơ cấu mọi thứ nó ổn định thì đó là sẽ có những việc đó chính là chuyện của sau. Bánh xe đã được nâng cấp đến từ cái thủ chim sẻ đáng rồi. Và đang có điện hoa. Có chém có giò ở nhà của mình. Khá là vất vả. Chim sẻ. Màu 2 thông tin bảo vệ cũng chưa cả bánh xe cơ. Về vòng 2 bây giờ của bánh xe. Quá ngắt hoang thêm đó chính là một bỏ hiệu nữa dành cho chim sẻ đáng. Quan trọng là phụ được con chém này. Đỏ đây. Đó đang cần đồ với chú gậy bơm để có thể chuyển quân. Ngắt hoang. Đi bắt chém với bạn nào. Và quan trọng nhất là phải bắt được con chém của game thủ Yugi. Con chém của Greg. Tham lai chim sẻ là 30/60. Đi phụ. Ok. Em xin anh trai ơi. Ông rồi bạn đem chém nó đi rồi. Và sẻ vẫn đang có tham lai là 31 và bệnh là người nhồi đồ để cho chú chim sẻ đang có thể nhanh chóng có được những đơn vị cung A hai áo ở trong trận đấu này để giáp cho cùng. Và đeo máy của game thủ chú bệnh màu 2 có 1 cung cơ. Không, khá đâu, 4 con 5 con rồi. 4 5 cung cơ tới người cầm màu 2. Chưa thì đang bắn bên này. 5 đơn vị quân tới từ người cầm màu 2. Một sang kìa, chạy đi. Yugi bắt đầu tạt sang nhà của viên thủ chủ bệnh. Và bệnh khả năng cao là phải chạy một tơn. Sẻ phải nhanh chóng ra quân thôi. Tham lai là 36 thì chúng sẻ đang cố gắng để có thể nở quân. 3A và bỏ bế cái mặt từ giữa anh nhà sang. Tham lai là 36/64 dành cho game thủ của chim sẻ ở trong trận thiếu này. Được. Nhanh chóng hóa cung A hai áo nào. Rồi cung hai áo rồi, chưa vẫn cung một áo BA thứ tư. Đến đâu? Đến kìa. Không, đấy cung đờ mà phù gì. Vâng, ra trái đấy. Vâng, đang cố gắng để đối đầu với những con cung đờ của người cầm hai cung đờ AC. Sẽ có 4-5 cung hai ở đây nữa. Vâng, bạn có 5 cung đờ thôi, pha 7E thì thủ chim sẻ, 5 cung đờ thì thủ không được khóc là không đủ. Để công nhà chim sẻ nắng ở trong trận thiếu này và bạn đã đẩy thêm quân lên. Sẻ cần phải tụ cung A. Và bây giờ thì có cả những đơn vị quân của cầm bộ 1 và những con phù thủy nữa đang bắt dân của sẻ ở bên ngoài. Vậy cẩn thận cũng bị phù mất lạc đà nhá. Tham lai đợt số là 42 tới từ cái thủ chim sẻ nhàng. Vâng, đang cố gắng phù những con chém của cầm bộ 1. Và tụ cung A của mình, cung A hai áo của Minh Hoan đối đầu với con cung R của AC. 3-7E tới từ cái thủ chim sẻ. Các bạn đang muốn lao vào bên trong. Bất một cung A tới từ cái thủ chim sẻ đáng. Bất hai cung A trong tình huống này. Đây là cung R của game thủ không được khóc đang lao vào. Bài đó có thể đầu không đã bị chơi khá nhiều rồi. Bây giờ thì cả chém của cầm bộ 1 cũng đang muốn lao vào nữa. 40/96 là thoát lại tại dành cho thủ chim sẻ đang bo kín nhà của mình. Để đấu quân với đối phương một cách dễ thở hơn. Giật hết quân vào bên trong rồi. Vâng, bây giờ chúng ta cần đó là thời gian để nổi quân thôi. Cái chúng ta cần bây giờ là thời gian để nổi quân dành cho thủ chim sẻ. Và phải lùi hết quân lại. Bầu 1 là người bơm đồ để cho game thủ không được khóc ra quân. Bởi vì thể đầu khóc đã bị chửi ôm rất là yếu thôi. Và tham lai là số là 43/104 dành cho game thủ chim sẻ. Đang giật hết quân vào bên trong. Quân. Một vẫn còn tham.
có ai có đánh đâu. Vâng, đang cố gắng tận dụng cái tầm xa của cung Amin Hoan để với tới cung R của game thủ Khôn Đồ Khóc. Về cơ bản thì Khóc sẽ không thể nào nhiều dân bằng sẻ được. Còn vấn đề là đánh về lâu về dài thì chúng ta cần thời gian để tụ quân, cần thời gian để đợi quân thôi. Và đang phải cơ cấu lại nhà cửa dành cho game thủ chim sẻ nắng nữa. Nhưng mà dụng chính đã bắt đầu bị đốt hết. Cảm ơn anh Trọng Bùi đã gửi tặng game thủ chim sẻ nắng 50 sao nhá. Vâng, xin gửi chào đến gần 13.000 anh em đang có mặt trên livestream game thủ chim sẻ nắng trong buổi chiều ngày hôm nay. Rất mong anh em trong tôi xin một like, nút chia sẻ video livestream. Và anh em nào đang ở khu vực Hà Nội thì chưa đặt hàng thịt trâu gác bếp thì các bạn có thể inbox vào fanpage của game thủ chim sẻ nắng hoặc fanpage chim sẻ food để có thể đặt hàng thịt trâu gác bếp với giá 600k trên 1 kg, free ship toàn quốc cho anh em trong buổi tối ngày hôm nay. Và đây là tân lao vào tới từ bộ đôi Yugi và game thủ Khôn Đồ Khóc. Chém của game thủ Yugi bắt đầu lao vào rồi. Và tha 45. Bốn bảy trên 100 đó là thăm lại tại dành cho bài đấu này. Anh em đặt hàng thịt trâu các bếp 600k/kg free ship toàn quốc cho anh em, anh em thể bốc vào fanpage của game thủ chim sẻ food hoặc fanpage chim sẻ nắng anh em nhá. Anh em nào cần ở Hà Nội mà muốn mua thịt trâu các bếp trực tiếp thì các bạn có thể đến địa chỉ đó trên là 55 Lưu Quang Vũ, cầu Giấy, Hà Nội, cạnh quán Cafe Coffee anh em ơi. Vâng, 53/92 đó là thắng lợi tại dành cho game thủ chim sẻ nắng ở trong trận đấu này. Lùi hết ruộng ra phía sau rồi. Bây giờ thì đội bạn đang công vào bàn 6 giờ nhưng mình nghĩ nó sẽ vẫn có thể đỡ thoải mái khi đối đầu đội bạn thôi. Anh em thì nhìn thấy là Facebook Lê Hoàng Hải đó chứ là Facebook cá nhân của em vừa comment địa chỉ cũng như là cách để anh em có thể đặt hàng thịt trâu gác bếp. Thì anh em có thể đọc cái comment này, anh em có thể đến trực tiếp tại địa chỉ đó chứ là 55 Lưu Quang Vũ gần cạnh quán cà phê Cafe để có thể đặt hàng thịt trâu gác bếp trực tiếp, mua trực tiếp luôn. Bây giờ thì 1-1 đang công phu đến nhà game thủ chim sẻ, ruộng ở nhà đang bị chơi vào. 6 hích đó là thắp lại tại trận bài đấu này. Một tơn quân đỡ mặt 12 giờ, một tơn quân đỡ mặt đó chính là 6 giờ dành cho game thủ chim sẻ. Và thông tin báo về từ truy mệnh chính gần thủ là thắng. Đây là một máy game thủ truy mệnh thắp lại 14 và đang chém được dần người cầm bóng 2, tuyệt vời. Bóng 2 đang chết khá nhiều rồi. Đây là máy game thủ chim sẻ thắp lại 74, đội bạn đang khá là cố gắng tìm đường công vào nhà game thủ chim sẻ nhưng mọi đường công đang bị chim sẻ nắng bịt kín bởi những con cung á héo của mình. Vâng, và đến với trận đấu này thì em xin cảm ơn anh Đuôi Điện Thoại là 1094 đã ủng hộ 1 cân thịt trâu. Xin cảm ơn anh Đuôi Điện Thoại là 4597 ủng hộ 2 cân. Anh Võ Tạ Công ủng hộ 3 cân. Anh Phạm Hữu Tuấn với 1 cân thịt trâu, anh Tạ Đức Toàn với 1 cân thịt trâu. Anh Đỗ Quang Huy với 2 cân thịt trâu. Anh Lê Tuấn Đạt với 1 cân thịt trâu. Anh Huy với 1 cân thịt trâu nữa, anh Hoàng 1 cân. Vâng, rất mong anh em vẫn có thể inbox vào fanpage của anh Hùng Chim Trẻ Nắng hoặc fanpage Chim Trẻ Food để có thể đặt hàng thịt trâu gác bếp với giá 600k trên 1 kg, free ship toàn quốc cho anh em trong buổi chiều ngày hôm nay. Và bây giờ thì các bạn có thể thấy là Sẻ đã tự tin để đẩy lùi những đơn vị ngựa chém và phù thủy của người cầm bóng 1 game thủ Yugi đang bơm đồ để cho game thủ chim mạnh có thể nở lại rồi. Và sau những tình huống đỡ nhà thành công thì bây giờ tham lại Sẻ chắc chắn là to nhất map luôn. Và tham chúng ta đang đè và cơ hội để nâng tỷ số lên 2-0 trong buổi chiều ngày hôm nay đang đến rất gần dành cho bộ đội Chim Trẻ Nắng và game thủ chim mạnh. Quá khó để công vào nhà của game thủ chim sẻ nắng tới từ bộ đôi Yugi cũng như là game thủ Khôn Đồ Khóc, cảm giác như va phải tảng đá vậy, không thể vào nổi anh em ạ. Thời điểm đầu mặc dù khá là khó khăn nhưng với những tình huống lùi ruộng thì bây giờ mọi thứ đã trở nên đơn giản và dễ dàng hơn rất nhiều khi lần lượng cung A của sẻ đang tích được là cực kỳ đông. Giờ chúng ta có thể đen e để đưa cung A ra một cách thoải mái hơn dành cho game thủ chim sẻ nắng và thậm chí là có thể là những tình huống đẩy quân. Đến thời điểm này là chúng ta có thể đẩy quân được rồi. Một cung A đã có rất nhiều dành cho đủ chim sẻ và đội bạn đã muốn lao vào với những con cung A và những con ngựa chém. Ngựa chém đang đảo, chính xác là cung R và ngựa chém. Sẻ thì vẫn thoải mái thôi. Và cung A đã là giáp 4, có tầm xa 7+4, chẳng xoắn những con ngựa chém của Greg và những con cung R AC một chút nào cả. Chúng ta có thể bỏ qua sát tường những con ngựa chém ở thể đầu và bắn luôn vào những con cung R AC. Sau đó thì có thể xả những con chém của game thủ Yugi một cách thoải mái, kể cả là phù thủy luôn. Hôm nay những con phù thủy của game thủ Yugi nó không có quá nhiều tác dụng nữa rồi. Khi mà cung A đang đông như thế này thì chẳng có lý do gì mà ta phải xoắn mấy con phù thủy này cả. Trong nhà lại còn có tới 2 mỏ vàng để sẻ hoàn toàn có thể bung nhà chính ra khai thác nó. Và bây giờ thì chúng ta đã thủ nhà thành công và hoàn toàn có thể lựa chọn những tình huống đẩy quân. Đối phương sẽ có một tơn đi vòng xuống mặt 6 giờ để tìm đường công vào nhà game thủ chim sẻ. Mình nghĩ những tình huống công như này nó không mang lại nhiều tác dụng nữa rồi. Một vài con chém đang bóc máy sát mép bản đồ và có cả những con phù thủy nữa. Sao lại đóng BB? Vâng, phải bung nhà chính ra chứ.
Đây rồi, đây là con phù của cầu một game thủ Yugi. Lượng quân ở nhà là thoải mái đều thể đỡ nha. Và chúng ta có một tên quân đẩy khá to ra giữa bản đồ dành cho anh thủ chim sẻ. Đây, khoảng hơn một kích quân. Một bắt đầu lao vào ruộng chính của anh thủ chim sẻ đáng nhưng không đáng ngại. Chỉ là một con chém thôi. Vào đây. Thoải mái đây. Và xin gửi lời chào đến gần 14.000 anh em đang xem nha. Anh em cho xin like một xe anh em ơi. Theo các bạn thì trận này chúng ta có thắng đâu ạ? Cung Amin Wan hai áo dành cho anh thủ chim sẻ. Liệu có thắng được trước cung đường AC và ngựa chém của Greg không anh em? Vâng, đây là bài Minh Hoan của game thủ chim bệnh với tham lai 18 vẫn đang có tham để có thể đi móc máy và quản dân đối phương. Còn chim sẻ đáng thì tham lai rất to rồi, 106. Cảm thấy mà không đẩy được thì chúng ta cũng có thể lựa chọn đánh lên 4 với đội bạn luôn. Cho nó mát. Cung nhà chính tùm lum này cho game thủ chim sẻ rồi. Thắng à? Vâng, nhiều anh em đã có mình thắng. Quýt à? Quýt này chắc là đội bạn quýt thôi. Và vẫn đang móc máy ở nhà của game thủ chim sẻ đáng tới từ người cầm bóng 2, game thủ không được cóc. Và bây giờ là một tên đẩy quân của chim sẻ đáng đang vấp phải sự truy cản tới từ đội bạn. Có khoảng gần chục cung đờ lọt nha. Và mà sẽ phải giải quyết chục cung đờ này để kê ở game thủ chim bệnh đang có ruộng trong này nữa. Và góc 3 giờ này, quý dân đi. 1 lít là tham lai của game thủ chim sẻ. Tầm xa cung Amin Wan đó vẫn là một cái gì đó rất khác biệt trong trận đấu này. Để có thể đối đầu với cung đờ cũng như là phù thủy của đội bạn. Cả những con ngựa chém hay gì đó nữa. Rất nhiều ruộng. Vừa đẩy vừa lên 4 thôi. Sẻ cầm cung Amin Wan vẫn là một cái gì đó vô cùng khác biệt. Tham lai nở lên con số là 1 lít ở trong trận thiếu này. Và đang dí lên nhà đối phương. Rồi bắt hết toàn bộ cung đờ đi móc máy của game thủ không được khóc trong nhà của mình. Bài của khóc thể đầu nhận đồ để có thể ra quân. Bây giờ thì chắc là không đã có những cơ sở ổn định trở lại. Và sẽ là một đẩy nhà của game thủ Yugi trước. Rồi cầm Greg. Đây là một trong những cái máy bơm đồ phía đối phương. Các bạn thấy Yugi đang có cực kỳ nhiều ruộng này. Và Yugi quýt rồi và tỷ số nâng lên là 2-0 dành cho bộ đôi chim sẻ nắng và game thủ chim bệnh ở trong buổi chiều ngày hôm nay. Rất tuyệt vời. 2-0 dành cho hai game thủ của chúng ta. Một trận thắng với hình ảnh cung á mẫu của game thủ chim sẻ nắng khi được cầm Minh Hoàn. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận đấu thứ 3 ngay sau đây thôi. 2-0 dành cho chim sẻ nắng và game thủ chim bệnh.